Xin kính chào các quý vị. Vâng, sau bao nhiêu lời hứa tháng 5, tháng 7, hôm nay là tháng 9. Những ngày đầu tháng 9 thì Shop Ao Thiên Hà mới nhập những lô hàng chính thức đã có mặt. Đó chính là những dòng sản phẩm đến từ Suprel. Vâng, với những fan hâm mộ Suprel cũng như là hệ thống bộ dàn mình mà thiếu những cái giải trầm hoặc những cái giải trung trung trầm thì đấy là một sự đau đầu. Và chính hôm nay, đây là một dòng sản phẩm mới của dòng Rel. Đây là dòng Carbon Special, đây là một sản phẩm mới rất là đặc biệt. Và chúng ta sẽ cùng khui, cùng xem nó có một cái gì khác biệt không so với dòng Suprel trước đây. Và nó có cải tiến những công nghệ gì với những dòng sản phẩm mới này. Khi các bạn nhìn thấy đây thì đây là một khối vuông. Và Suprel thì vẫn giữ cái tính truyền thống là sẽ đóng thùng hai lớp rất là cẩn thận. Và ở ngoài này thì người ta cũng khuyến cáo là chỉ có lên trầm số lượng giới hạn. Vì đây là những thùng loa và mã số cơ bản của thùng loa thì nó đều nằm ở đây. Đó chính là Carbon Special và mã series và dùng dòng điện 220 đến 240. Và đây là màu đen piano, màu đen black. Và kia là chất acoustic và với trọng lượng kg đó là 43 kg còn 90 pound. Còn bây giờ thì tôi sẽ xin rạch luôn. Đó. Như các bạn thấy đây là những dòng sản phẩm mà đang gọi là rất là hot trên thị trường. Vì khi chơi âm thanh thì các bác cũng như là các dân chơi audiophile thì cũng vẫn luôn tìm cho mình một cái màu sắc âm thanh nó thật hoàn hảo, nó thật hoàn thiện. Nhưng để tìm được một tiếng trầm sao xuyến thì nếu không có Suprel này thì cũng là một điều vô cùng nan giải. Vì nếu đầu tư tiền vào để dùng các sản phẩm trực tiếp oánh thì rất là khó. Và trên tay tôi đây chính là một quyển catalog hướng dẫn để cho các bạn. Rồi, đây trên này là cái mã thông số. Còn trên này thì người ta đã trang bị cho các bạn thêm một hệ thống các cái đai sắt này. Tức là bạn có thể đánh ở trong tình trạng điều kiện array. Tức là chồng hai súp lên nhau và mình có cái để bắt lưng. Đó tức là hoặc là mình sẽ để hai bên hai vế để đánh theo kiểu mỗi mono. Và với dòng Suprel thì bao giờ cũng sẽ được trang bị một cặp dây Newtrik, tức là dây ba chân như thế này. Với một dây ba chân cân bằng này thì các bạn có thể đấu một cách rất là đơn giản. Hoặc nếu không thì các bạn có thể dùng trực tiếp ở trên súp là nó có một hệ thống qua đường RCA thì mình có thể cắm vào đường pre-out, tức là hoặc pre-out hoặc sub-out thì cũng vẫn được, hiệu chỉnh cũng vẫn như nhau. Đó là những cái cơ bản để cho các bạn khi biết về một cách sử dụng. Vâng, khi bóc những dòng sản phẩm này thì bao giờ ra nó cũng có một cái mùi rất đặc trưng. Đó là cái mùi là hơi chua chua của giữa cái thùng cắt tông cũng như là một cái số vải cũng như là các cái đóng cói. Vâng, đây là cái phần ê căng để bảo vệ cái mặt súp khi nằm ngang. Và nó đã được làm một cái tấm mạ chrome trông rất là đẹp và bắt mắt, sang chảnh. Đúng là dòng Spaceo thì nó cũng có khác các bạn ạ. Còn về cái phần mặt, cả cái mặt ê căng này thì các bạn thấy cái sự dày dặn của nó. Nó phải lên đến tầm khoảng, tôi tính nó phải đến tầm 4cm. Và toàn bộ các vấu này thì làm rất là nét đẹp. Cái vấu nhìn trông. Tức là từ những cái chi tiết nhỏ này thì mình sẽ nhìn tổng thể ra một chi tiết lớn chứ không phải là mình nói quá với dòng sản phẩm này. Thì còn bây giờ thì tôi sẽ cùng các bạn để xem ở trong này nó đặc biệt như thế nào. Vâng, đây là cái phần loa trầm đáy nhưng mà người ta sẽ dùng ở trong điều kiện tức là nó là loa thụ động chứ không phải loa chủ động. Nên cái này nó chỉ gọi là giữ đường cái hướng khí ở trong loa. Nhưng mà cái này thì nó rất quan trọng vì cái này là nó gần như là một nét đặc trưng của người Anh. Nó giống như mỗi dòng loa là người ta khi người ta muốn cái sự ổn định về âm thanh thì người ta sẽ đưa những dòng loa này và nó luôn luôn giữ cái khí ở trong thùng loa và khí ở ngoài là nó sẽ khác nhau, nó không dịch chuyển. Thì nó sẽ tạo ra được một cái sự chính xác về âm thanh. Cái đó là cái rất là quan trọng. Và toàn bộ cái chân đế này thì như các bạn nhìn đây là nó được lót những tấm mảng nhung sờ rất là mát tay và nó có cái sự rung dịu. Đấy, còn phần đây thì là cái phần bắt chân đế. Còn bây giờ thì tôi úp ngược lại và tôi cho sản phẩm ra ngoài.
Bây giờ thì tôi cũng sẽ nhấc thẳng này ra. Vâng, các bạn đã thấy nó có một cái sự khác biệt. Đầu tiên thì nhìn thấy đây thì nhìn qua thì tôi lại tưởng đây là một dòng sản phẩm No 25, tức là một sản phẩm hết số của hãng, nhưng mà đã được thu gọn lại và nhìn trông rất là luxury từ những cái yếu tố như là màng loa carbon. Đó, tức là loại bát này là bát 30 và một cái gân loa thì trông thật gọi là gồ ghề. Còn điểm nhấn ở phần trên này thì chính là một chữ reo và đã được triện bún đinh nhưng mà đã được làm lõm đi, trông rất là nghệ thuật. Còn hai bên cạnh loa này thì tôi lại thấy có hai cái viên để thể hiện cái sự tính của carbon, tức là đấy là một sự đánh giá của một dòng sản phẩm. Nhưng mà chiếc loa này thì tôi lại thấy nó có một cái, tức là cái về cái thể tích khối nó hơi khác so với chiếc loa bình thường như mọi khi trước đây. Trước đây mọi khi là cái loa nó sẽ quay ngang ra, tức là mặt đằng trước này nó sẽ rộng hơn mặt đằng này. Bây giờ loa này thì lại thấy là cái diện tích này thì mặt hông này sẽ dài hơn. Đó, tức là chiều dài sẽ dài hơn là mặt đằng trước. Còn bây giờ thì tôi sẽ bóc phần này ra và chúng ta cùng quay lại chiếc loa này xem nó có cái gì đặc biệt hơn so với cả cái dòng trước đây hay không. Thì các bạn đã cũng sẽ cho phép tôi một chút thì để tôi xoay lại cái loa cho các bạn và tôi sẽ để lên trên cái bục này cho các bạn nhìn cho nó rõ hơn. Vâng, với cái lô Spatial đặc biệt này thì đúng là đẹp là có thật các bạn ạ. Với một lớp sơn bóng piano nó đã nói lên cái sự đẹp của cặp loa này, chiếc loa này. Và khi các bạn nhìn vào cái phần trực tiếp vào phần bát của cái loa bát này thì các bạn sẽ thấy cái sợi, sự chắc chắn của cái sợi carbon này. Và đây thì các bạn sẽ thấy đó, cái sự này là cái sự tiếng nó rất là đanh. Với phần thứ hai đó là về phần chất lượng của cái gân cao su này. Đó, các bạn cảm nhận được không? Còn với tôi kỹ thuật thì tôi nhìn thấy tôi đã thấy rất là ấn tượng với con súp này. Và súp này thì nó có thêm một cái vành ở trong này để nó làm cái độ gia cường, nó vừa cứng, nó vừa là cái nón loa ở trong thì nó vừa là cái độ cứng của cái mặt carbon này. Và với dòng súp này thì chất lượng thì nó đã làm rất là nhiều các cái vít để nó giữ được cả một cái mặt khối treo như này ở trên thùng. Và cái này thì cái xương gang này hoàn toàn nó bằng một chất liệu rất là đặc biệt, đó là chính là xương gang đúc. Còn về phần bên cạnh này thì các bạn nhìn thấy cái sự tiện lợi khi người ta dùng đến cái đôi quai sách. Và người ta điểm xuyến thêm vào đây, điểm vào đây thêm những cái mảng carbon nhỏ để người ta tăng cái tính nghệ thuật lên, để làm cho cái hệ thống bên cạnh loa nó có một tính đẹp. Và đây là một tay sách thì được mạ chrome và được nằm ở trong một cái hình lõm, hình elip. Còn về mặt đằng sau tổng thể thì tôi thấy cái sự khác biệt thì nó không thay đổi nhiều lắm, nhưng mà tôi nghĩ nó cái sự khác biệt này thì chắc nó nằm ở trong cái phần công suất âm ly thì nó sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn tới cái phần bên ngoài này. Vì đây thì vẫn thấy các cái hệ thống của đầu New Trick khi kết nối vào, đây là hệ thống tín hiệu nguồn vào và đây mình có thể dùng sang một hệ thống khác qua cái sự âm ly của cái dòng này. Và đây thì mình có thể dùng thêm cả các hệ thống của XR, tức là mình sẽ chơi theo ở cái LFE, tức là chơi bên này theo cục đường RCA, Coxian đều vào được. Còn bên này thì là sẽ đi theo đường này và bên này thì sẽ cắt crossover. Và với cục cắt crossover này thì nó có giải tần xuống sâu đến 20Hz và giải cao đến 120Hz, thì cái này nó đòi hỏi một cái kỹ thuật của cái người nghe và cái cách phối ghép cùng với cả cặp loa nào thì để mình cho cái giải tần nào cho nó phù hợp để nó không bị sinh ra một cái hiện tượng là trễ pha hoặc là bị sai pha. Còn phần bên này thì ở đây thì là cái pha này chính là cái để gạt, là khi mình có thể để loa ở bên cạnh thùng hoặc mình có thể để lại ngược lại 180 độ thì nó sẽ ao pha ra ngoài. Đó, cái sự tiện lợi của cái dòng này nó là như vậy. Còn phần bên dưới này thì đây là chính là cái đầu điện để cắm vào. Còn đây standby, tức là khi bình thường thì mình vẫn dùng standby, nếu mà không thích thì mình sẽ tắt ở đây để tạo được cái sự an toàn, tức là gần như nguồn điện nó tắt hoàn toàn. Còn standby đây, mình để hoặc mình tắt. Rất là tiện các bạn ạ. Và nhìn qua thì cái
cái bo mạch đằng sau này nhìn đã thấy lên một cái sự chất lượng của cặp loa này. Còn bây giờ thì để tìm và để cho một giải pháp để tăng thêm một cái giải trầm hay, một cái giải trầm sâu và một cái ấn tượng với âm thanh thì chúng tôi phải phối ghép thực tế, và chúng ta sẽ còn có một cái YouTube tiếp theo để các bạn có một sự trải nghiệm về dòng Supreme mới, và các bạn muốn tìm cho mình một nút trầm sao xuyến. Cảm ơn các bạn đã theo dõi YouTube.